thể làm phiền hai bạn một chút ít được không ạ? Bạn mình muốn hỏi các bạn là các bạn có biết về buổi hội thảo thoát chung do giáo sư Chu Hảo tổ chức, và nếu như biết thì các bạn có suy nghĩ gì về những buổi hội thảo như thế này? Mình thì cũng chỉ biết qua cái hội thảo giáo sư Chu Hảo tổ chức trên các diễn đàn như kiểu Facebook các bạn bè. Mình thấy nhiều cái ý kiến tranh luận và những cái ý kiến để thoát chung, nhưng thực chất nó không ăn nhập về cái vấn đề thoát chung. Do là giáo sư Chu Hảo nói là thoát chung về văn hóa, nhưng mà động lại những ý kiến của những nhà văn, nhà thơ chủ yếu chỉ là thoát chung về chính trị, nhưng thực chất là thoát cộng sản, xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế bạn có suy nghĩ gì về những ý kiến của các vị giáo sư này? Những ý kiến này là những ý kiến cực đoan, chống cộng, muốn đa nguyên đa đảng, không có một cái ý gì gọi là về thoát chung về văn hóa. Thế ý kiến của bạn thì sao ạ? Theo mình thì những vấn đề này họ đang đánh sáo khái niệm, từ một khái niệm văn hóa, một khái niệm hết sức là không mang tính màu sắc chính trị, nhưng họ mang vào đây là màu sắc hết sức là chính trị. Họ muốn là qua văn hóa, họ làm cho người dân và những người nhận thức chưa được cao, họ bị hiểu lầm là chúng ta thoát chung về văn hóa, chính là chúng ta phải thoát chung về mọi mặt chính trị, kinh tế. Điều đó làm cho chúng ta mù mờ nhận hiểu thức rằng chúng ta phải từ bỏ con đường là láng giềng tốt với Trung Quốc, và gần như chúng ta là coi Trung Quốc là kẻ thù. Mà điều đó là chúng ta là rất kiêng kỵ, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn chiến tranh. Họ là những người theo đường lối nhân quyền, đa nguyên đa đảng, nhưng thực chất họ là một kẻ phá hoại. Vậy nếu như sau này có những buổi hội thảo tương tự thì hai bạn có tham gia không ạ? Nếu mà có thể sắp xếp được thời gian và sự rộng lượng của nhà tổ chức, chúng tôi sẽ tham gia và phát biểu ý kiến. Xin cảm ơn hai bạn.